chào các bạn. Là cô Trang đây, chắc chắn là nhiều người đang quá bất ngờ không hiểu là cô mặc cái gì và kiểu trông lại rất buồn cười, tóc thì ngắn đi và trang phục nhìn cũng rất là lạ mắt, không giống bình thường đúng không? Thực ra thì có một điều cô muốn tiết lộ với các bạn là từ ngày bấm máy quay YouTube đến giờ, chắc là cô đã phải mua cái số lượng quần áo mua để quay phim ấy, nó phải rơi vào khoảng 200 đến 300 bộ quần áo mới. Và bây giờ nhà cô không có một chỗ nào để quần áo quay của cô nữa. Thế là kiểu cô rất là đau đầu nghĩ xem là mặc cái gì để quay, bởi vì nếu mà cứ suốt ngày mặc một bộ mà quay thì các bạn sẽ cảm thấy rất là nhàm chán. Và cô vẫn luôn muốn mang lại cho các bạn một cái hình ảnh tươi mới và đầy cảm hứng mỗi khi học tiếng Anh. Đó, thế là rất là may mắn đợt vừa rồi cô vào Sài Gòn thì rất là cảm ơn Golo. Chính Golo là người đã gọi là có thể tài trợ cho cô những cái trang phục như này. Có vẻ là có thể các bạn thấy không quen mắt lắm đúng không? Nhưng Golo thì tài trợ cho cô những cái trang phục này để có thể có những cái thước phim mới, có thể là thú vị mới lạ hơn. Mà cô Trang thì không mất quá nhiều thời gian vào việc là đi thử và đi chọn và đi mua quần áo nữa. Vì các bạn con gái biết rồi đấy, mỗi lần mà đi mua quần áo thì mất cả ngày cả buổi, rất là tốn thời gian luôn. Bây giờ thì Golo thì ở trong Sài Gòn, cô ở ngoài Hà Nội nhưng mà chị cứ gửi quần áo ra đây. Và thế là cô khỏi mất thời gian đi, cứ mặc thôi và lên hình luôn thôi. Thời gian đó để cô làm để research nhiều hơn này, viết kịch bản này và quay nhiều hơn để cho ra đời những cái video dạy tiếng Anh tốt hơn nữa. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cô với những trang phục như thế này. Ok, thank you Golo. Cảm ơn Golo một lần nữa. Ok, và bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ là về chủ đề chẳng liên quan đến trang phục này cả, mà về chủ đề là an và the. Cái chủ đề mà rất rất nhiều người hỏi từ trước đến giờ. Bắt đầu nhé. Và bài của cô Trang thì thường sẽ được chia thành rất nhiều phần và tốn rất nhiều thời gian để xem, chắc ai cũng quen rồi đúng không? Và bài hôm nay cũng không ngoại lệ, sẽ có 4 phần. Phần đầu tiên đó chính là vị trí của mạo từ trong tiếng Anh, mạo từ an và the. Và phần thứ hai đó là sự khác biệt trong cách dùng của an và the. Và phần thứ ba đó là những cách dùng đặc biệt của mạo từ the. Và phần thứ tư, phần mà cô vô cùng hào hứng, cô hy vọng các bạn sẽ cố gắng xem hết đến phần thứ tư, bởi vì đây sẽ là phần chỉ ra lỗi sai của các bạn từ trước đến giờ trong việc sử dụng mạo từ an và the đấy. Phần đầu tiên, vị trí của mạo từ an và the. Chắc chắn ai cũng biết câu là mạo từ là từ thường xuyên đứng trước một danh từ trong tiếng Anh. Cái đấy thì kiểu định nghĩa và rất sáo rỗng ấy. Và mọi người đôi khi còn thấy là ô, mạo từ có khi nó còn đứng trước tính từ nữa, không hiểu vị trí thật của nó ở đâu đúng không? Các bạn đừng quá lo lắng, bởi vì khi các bạn hiểu bản chất của mạo từ là gì, nó bổ sung cho cái gì thì các bạn sẽ sử dụng nó rất thuần thục thôi, không phải lo đâu. Bây giờ thì trước hết, trước khi cô giải thích thì các bạn hãy quan sát ví dụ, và cô nghĩ là từ ví dụ các bạn đã tự nhìn ra được cái vị trí của mạo từ rồi. Ok, quan sát những ví dụ của cô nhá. I have a pen. I have a black pen. Các bạn có thích xem phim không nhỉ? Cô Trang thì cực kỳ thích xem phim đấy. Và đương nhiên rồi, tối qua trước khi đi ngủ cô lại xem một bộ phim. Cô sẽ nói là I watched a movie. Ok, cô sẽ nói cụ thể hơn nhé. I watched a good movie. Và cô muốn biểu lộ cái cảm xúc của cô với bộ phim đấy. I really love the movie. Đó, được chưa? Đó, thì trên đây là 5 cái câu mà cô vừa lấy ra làm ví dụ cho các bạn. Bây giờ các bạn hãy theo dõi vào vị trí của các từ được gạch chân, hay còn gọi là các mạo từ. Từ ơ này, từ the. Ok, ở cái câu là I have a pen, I watched a movie, các bạn đều thấy rằng cái chữ ơ, tức là mạo từ của chúng ta, thì đứng ngay trước một cái danh từ đúng không? Pen và movie đều là danh từ. Vậy đó, đầu tiên là mạo từ các bạn nhìn thấy đứng trước danh từ. Đó. Nhưng các bạn để ý thêm một chút nữa. I really love the movie. Ở đây vẫn là movie, nhưng mà chúng ta lại thấy chữ the. Và the cũng là mạo từ. Và đây, movie cũng là danh từ. Vậy chúng ta dễ dàng có thể khẳng định được rằng là vị trí của mạo từ là đứng trước một danh từ trong tiếng Anh. Ở đây chúng ta thấy nó đứng trước pen này, đứng trước movie này, đúng không? Dù là a hay là the thì đều có thể đứng trước những cái danh từ như thế này. Ok, nhưng mà chưa dừng lại ở đấy, các bạn quan sát tiếp giúp cô. À, mình thấy có a black pen và a good movie. Chúng mình thấy là sau a bây giờ không phải là danh từ nữa mà lại là tính từ. Đó, a black pen, black, tính từ mà, màu đen mà, đúng không? Hay là a good movie. Rõ ràng good là một tính từ, nghĩa là tốt. Đó, một cái bút đen và một bộ phim hay, một bộ phim tốt.
Tại sao lại thế nhở? Tại sao mạo từ lại đứng trước tính từ như thế này? Chắc là mình đều đang thắc mắc đúng không? Thì cái bí quyết ở đây chúng ta phát hiện ra là khi mà cô nói đến một cái bút màu đen thì thực sự là cô đang nói đến cái gì? Cái mà cô nói đến vẫn là cái bút đúng không? Không phải là cái gì khác mà là một cái bút. Hay khi cô nói đến một bộ phim hay thì thực chất là cái mà cô đang nhắc đến là bộ phim. Vậy thì cái màu đen hay là hay ở đây ấy, nó là cách tính từ để giúp chúng ta hình dung rõ hơn về cái danh từ phía sau thôi. Vậy thì cái tóm lại cái cụ thể mà chúng ta đang nhắc đến vẫn là danh từ. Đấy thì nó vẫn không đi ra khỏi nguyên tắc là ơ hay là ân hay là the thì đứng trước danh từ đâu. Và cái tính từ bổ sung ở đây ấy, chỉ đơn giản là bổ sung cho cái danh từ phía sau thôi. Rồi ok, thì mình hiểu được bản chất của nó là ơ, ân, the. Bản chất của nó là gì ạ? Phục vụ cho danh từ. Nhưng nếu mà gọi là vị trí của nó chính xác ở đâu thì có thể đứng trước danh từ hoặc đứng trước cả tính từ như thế này nữa. Rồi ok, và đấy là lý do vì sao mà tí nữa khi mà mình chia ơ, ân á, đấy thì mình phải để ý cái tính từ, cái từ đứng ngay cạnh nó cơ. Bây giờ thì mọi người đã nắm rõ được vị trí của mạo từ rồi đúng không? Đứng trước danh từ nha, nhớ nha. Và đôi khi là đứng trước tính từ khi tính từ đấy bổ nghĩa cho cái danh từ phía sau, nhớ nha. Và chúng ta sẽ ngay lập tức chuyển sang phần 2, đó chính là sự khác biệt trong cách dùng của ơ, ân và the. Nếu mà cô nói các bạn là ơ, ân, the khác nhau ở danh từ xác định hay không xác định bla bla thì các bạn sẽ cảm thấy rất là khó hiểu. Vậy thì hãy thử xem một cái tình huống giữa bạn mèo và bạn tuộc của Elite để xem là cái tình huống này sẽ giúp bạn hiểu gì về cái ơ và the và ân này nhá. What did you do last night? I watched a movie. Wow, was it interesting? Yes, I love the movie a lot. Trong hội thoại vừa rồi chúng ta vẫn thấy sự xuất hiện của danh từ là movie, là bộ phim, nhưng mà có lúc thì đứng trước nó là ơ, và có lúc sau thì đứng trước nó lại là the. Không hiểu tại sao đúng không? Tại sao là một bộ phim mà lúc là ơ và lúc là the vậy? Thế thì để cô giải thích cho các bạn nhá. Ở trong trường hợp này, khi mà mèo rất tử tế hỏi tuộc là này ngày hôm qua cậu làm gì buổi tối vậy? Thì bạn tuộc trả lời là tớ xem một bộ phim. I watched a movie. Ok, vì sao bạn tuộc lại trả lời như vậy? Bởi vì khi mà bạn tuộc nói rằng mình xem một bộ phim ấy, thì trong trường hợp này bạn mèo chưa biết đấy là bộ phim nào cả. Không biết đấy là phim kinh dị, phim tình cảm, phim lãng mạn hay phim gì bla bla. Mà chỉ biết là ok, bạn tuộc bạn đã xem một bộ phim thôi. Thế nên khi mà nhắc đến bộ phim lần đầu tiên, vì bây giờ hai người mới nói chuyện với nhau đúng không, thì bạn tuộc mới bảo là tớ xem một bộ phim. Thì trong trường hợp này bộ phim lần đầu tiên được nhắc tới trong cái cuộc hội thoại này. Thế nên là bạn mèo đâu biết là bộ phim nào đâu. Đó, thế nên là hai bạn ấy dùng chữ là ờ. Và khi mà bạn tuộc nói là mình xem một bộ phim xong thì bạn mèo muốn biết thêm thông tin. Bạn mới hỏi là ok, thế bộ phim này có thú vị không? Was it interesting? Đó, thì bây giờ bạn tuộc trả lời là yes, I love the movie a lot. Đấy, thì trong trường hợp này bạn tuộc lại nói là the movie chứ không phải là a movie nữa. Vì sao? Bởi vì đến cái câu thứ hai này này, nghĩa là bộ phim đó đã được nhắc đến lần thứ hai. Ở phía trên có từ movie rồi, các bạn để ý đấy, thì đây là movie được nhắc đến lần thứ hai. Và thêm nữa là khi mà nhắc đến movie này thì cả bạn mèo và cả bạn tuộc đã đều biết đến cái bộ phim đấy là bộ phim gì rồi, là bộ phim mà nói lúc nãy ấy. Đó, chứ không phải là một bộ phim nào khác. Đó, khi mà nói đến bộ phim này thì hai người đều đã có chung một hình dung là ok, cái bộ phim mà bạn tuộc đã xem vào tối ngày hôm qua. Đó, các bạn hình dung được không? Vậy thì chúng ta đều có thể thấy rằng là cùng là một danh từ, đôi khi nó là a và đôi khi nó là the, là phụ thuộc vào cái tình huống nó được nói đến, chứ không phải là phụ thuộc vào các bạn, mà phụ thuộc vào cái tình huống cơ, khi nào cơ. Cụ thể là chúng ta sẽ sử dụng mạo từ ơ và ân cho những danh từ không xác định được nhắc tới lần đầu tiên, đúng không? Bộ phim lúc đầu mà mèo với tụng nói với nhau chẳng ai biết đấy là bộ phim nào cả, lần đầu tiên luôn, không xác định luôn. Và ngược lại, chúng ta sử dụng mạo từ the cho những danh từ xác định, nhớ nhá, cho những danh từ là xác định, nó một cái là ai cũng hình dung ra đấy là cái gì luôn ấy, đấy là xác định, hoặc đã được nhắc tới lần thứ hai. Ok, hoặc nhắc tới lần thứ hai. Đó, thì đấy là cái sự khác biệt lớn nhất trong cách dùng của ơ, ân và the. Đó, thì các bạn lưu ý là khi các bạn nói chuyện ấy, khi các bạn muốn dùng the ấy, là các bạn phải make sure là chắc chắn là cái người nói chuyện với các bạn ấy, người ta biết được cái các bạn đang nói đến là cái nào, nó phải xác định thì mới được dùng the. Còn người ta cũng chẳng biết nó là cái nào, bộ phim nào, cái bút nào thì các bạn phải dùng ơ thôi. Được chưa? Đó, thì đấy là sự khác biệt lớn nhất cô muốn nhấn mạnh vào cái phần này. Và cái phần không nhấn mạnh lắm nhưng cũng quan trọng, đó là cái sự khác nhau giữa ơ và ân nữa. Là chúng ta sẽ sử dụng ơ cho những danh từ mà phiên âm của nó bắt đầu bằng một phụ âm. Mà phiên âm nhá, ví dụ a pen thì các bạn sẽ thấy là P, P là một phụ âm đúng không? Hay mình có thể a house thì chúng ta cũng có chữ bắt đầu của chữ house phát âm ra là một phụ âm.
Và chúng ta sẽ sử dụng an cho những danh từ mà phát âm của nó là một nguyên âm. Cái bắt đầu phát âm của nó là nguyên âm. Đó, ví dụ như là chúng ta sẽ nói là an apple. Thì a là một nguyên âm. A bad đó là một nguyên âm. Rồi, hay là chúng ta nói rằng an orange, đúng không? Thì ở đây or, phát âm or cũng là một nguyên âm luôn. Thì chúng ta sẽ phải dùng an. Vì sao mà cô lại hướng dẫn cho các bạn cái ơ và ân này đi theo phát âm mà không hướng dẫn đi theo những chữ cái bắt đầu? Bởi vì nó sẽ giúp các bạn trong những cái trường hợp khác. Ví dụ như mình nói là a university. Các bạn thấy rõ ràng là ở đây chúng ta viết là chữ u, đúng không? U thì phải là một nguyên âm mới đúng chứ. Nhưng mà phát âm của nó đâu phải là nguyên âm đâu. Phát âm của nó là j cơ mà. Mà j thì lại là phụ âm rồi, đúng không? Chúng ta nói là an hour chứ không ai nói là a hour cả. Bởi vì sao? Bởi vì hour thì là một nguyên âm mà. Cho nên dù viết là có chữ H đầu tiên ấy, là một phụ âm đấy, nhưng H là âm câm. Và chúng ta lại bắt đầu cái từ đấy với một nguyên âm nên chúng ta dùng an. Vậy thì nếu mà chúng ta sử dụng ơ và an theo cái phần phía sau của nó là cách phát âm ấy, thì chúng ta sẽ không bao giờ bị nhầm lẫn cả. Còn nếu mà theo chữ cái thì đôi khi chúng ta vẫn sẽ bị mắc những cái sai lầm nhất định đấy. Được chưa? Nên bây giờ muốn biết là trước một danh từ dùng ơ hay ân thì các bạn hãy đọc to cái danh từ đấy lên và xác định xem phía trước của nó là một phụ âm hay là một nguyên âm. Thế còn the thì như thế nào? Trái ngược với ơ và ân chỉ sử dụng cho danh từ số ít mà thôi, thì the lại có thể sử dụng cho cả danh từ số ít hoặc số nhiều. Chúng ta có thể nói the student là một người học sinh xác định, hoặc the students là những người học sinh xác định. Ví dụ câu đúng có thể là the student is studying English. Cái bạn sinh viên xác định kia kìa, ngồi kia kìa. Đấy, bạn mà da trắng tóc vàng kìa đang ngồi học tiếng Anh. Hoặc cô có thể nói là the students are studying English. Những học sinh đang xác định kia kìa, một nhóm những bạn da trắng tóc vàng, cả những bạn tóc đen mắt nâu đã đang ngồi học tiếng Anh. Thì các bạn thấy đấy, the có thể sử dụng cho cả danh từ số ít hoặc danh từ số nhiều. Ok, trái ngược với an ở điểm này nha. Chúng ta đã đi qua hai phần mà rất nhiều bạn học sinh hay nhầm lẫn rồi. Còn bây giờ đến phần thứ ba, phần này thì cũng rất là quan trọng. Đó là những cách dùng đặc biệt của the. Và phần này thì cô mời các bạn là theo dõi trên màn hình cho thật kỹ nhé, để đỡ phải nhìn cô. Thứ nhất, chúng ta sẽ sử dụng the để nói về một thứ gì đó là duy nhất. Có cái gì là duy nhất trên đời này nhở? Ví dụ như mặt trăng, mặt trời, trái đất chẳng hạn, thì đây là duy nhất rồi. Mình luôn luôn phải gắn mặt trăng, mặt trời, trái đất với cái chữ the này nha. Mình sẽ có the moon, the sun, đó. Nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ dùng the trước những danh từ chỉ những cái chòm sao cả, mặc dù chòm sao cũng là duy nhất. Đặc biệt nha, phải nhớ cái này. Chúng ta có thể nói đơn giản là Venus là sao kim, nhưng không bao giờ nói rằng the Venus, không bao giờ nha. Cách dùng thứ hai của the là cách dùng bắt buộc. Ở đây the được dùng để nói về đất nước mà có nhiều bang hoặc là những vùng lãnh thổ. Ví dụ như chúng ta sẽ nói nước Mỹ là the United States. Đó, là nước Mỹ vì nó có rất nhiều bang. Hay the United Kingdom. Thực ra bản thân nước Anh cũng có 4 cái vùng khác nhau gộp lại đấy, các bạn chịu khó tìm hiểu nhá. Hay là chúng ta sẽ nói rằng là the Philippines, bởi vì Philippines là những cái quần đảo khác nhau ghép vào thành một đất nước. Đó, thì những cái đất nước mà có nhiều bang hay là nhiều đảo ghép vào thì các bạn bắt buộc phải dùng cho câu từ the phía trước của nó nha. Tuy nhiên như Việt Nam của mình là một thể thống nhất chẳng hạn thì chỉ là Việt Nam thôi chứ không ai nói rằng the Vietnam cả. Cách dùng thứ ba, the sẽ phải bắt buộc được dùng trước tên các con sông, ngọn núi ở dạng số nhiều. Nhớ nhá, phải dùng trước tên các con sông, ngọn núi. Ví dụ như mình phải nói rằng là the Atlantic Ocean, chứ không bao giờ có chữ là the Atlantic không cả, bắt buộc phải có ocean ở phía sau chẳng hạn. Tiếp theo, the sẽ được dùng trước các dụng cụ âm nhạc. Cái này thì các bạn hay nhầm lẫn này. Trước các môn thể thao thì không có the, nhưng trước các dụng cụ âm nhạc thì thường xuyên sẽ phải có chữ the. Ví dụ như là the piano, the guitar. Mình cũng thường xuyên thấy trường hợp đó là the được dùng trước một tính từ để chỉ một nhóm người. Ví dụ như là the poor là những người nghèo, chỉ nhóm người nghèo. The rich là chỉ nhóm những người giàu với nhau. Đó, thì the trong trường hợp này rất đặc biệt, không dùng trước một danh từ mà lại dùng trước một tính từ, nhưng bản chất là chỉ một nhóm, một tập hợp nào đấy. Đây là trường hợp rất đặc biệt của the, các bạn lưu ý nhé. Vậy thì nếu bây giờ chẳng may có câu hỏi là có trường hợp nào mà the đứng trước một tính từ không, một tính từ đứng không không, thì mình có thể trả lời là yes.
Hay một cách dùng khác của the cũng là cách dùng bắt buộc khi mà chúng ta muốn nói về một dòng tộc hay một gia tộc thì chúng ta sẽ phải sử dụng chữ the với lại cái họ của người ta thêm chữ ở phía cuối nữa để chỉ cả cái gia đình, cả cái dòng tộc đấy. Ví dụ như cô họ Phan chẳng hạn, cô muốn nói về gia tộc họ Phan thì cô sẽ là the Phans, nhớ là có S ở phía sau của nó nha. Nhưng chẳng ai nói là the Trang cả. Kiểu tên mình thì không được phép thêm the ở phía trước, chỉ có cả dòng tộc, cả gia đình mình thì được phép thêm the ở phía trước thôi. Có một cách dùng rất đơn giản của the và cũng là cách dùng bắt buộc từ trước nay chúng ta vẫn dùng nhưng chắc các bạn không để ý. Đó là khi nói về các buổi như là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều chẳng hạn thì các bạn phải có the. Like in the morning, in the afternoon, in the evening. Các bạn luôn thấy có chữ the trong những trường hợp này và không bao giờ là không có nha. Trên đây cô vừa giới thiệu với các bạn những cái trường hợp bắt buộc chúng ta phải sử dụng chữ the. Điểm đi điểm lại thì cũng chỉ có 6-7 cái thôi, cho nên các bạn hãy cố gắng học thuộc nó nhé. Phần thứ tư, phần cuối cùng rồi. Đây cũng là phần mà cô nói ngay từ ban đầu cô rất hào hứng, bởi vì phần này cô sẽ được kiểu bóc mẽ các bạn những cái mà các bạn sai từ nãy giờ. Chắc đến phần này sẽ có nhiều đứa giật mình đây. Ok, cũng không biết gọi tên những cái lỗi này là gì vì cô thấy nó rất là phổ biến, cố gắng đưa nó vào thôi. Đầu tiên đó là cách mà các bạn thường xuyên sử dụng sai cái chữ ơ và chữ ân và chữ dơ này. Các bạn cứ đưa nó vào một cách tùm lum linh tinh ấy. Các bạn sẽ nói là I have a short hair. Tôi có một mái tóc ngắn. Các bạn sẽ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, thế là các bạn sẽ thấy có chữ một trong đấy. Và khi có chữ một thế là các bạn sẽ cho chữ ơ ở trước hair. Mà thật ra các bạn có thể đếm được đầu cô Trang bao nhiêu sợi tóc không? Không, không đếm được. Mà không đếm được thì các bạn sẽ không thể nào mà nói là một tóc hay hai tóc hay ba tóc cả. Đó, thì trong trường hợp này các bạn sẽ không nói là she has a long hair hay là I have a short hair, mà chỉ đơn giản là I have short hair hoặc she has long hair. Thế là xong rồi. Và trường hợp này không được dùng ơ. Các bạn rất hay gặp cái trường hợp này đấy, rất hay cho ơ trước những cái từ như kiểu hair là không có được nha. Hay ví dụ như các bạn mặc một cái quần, thế là các bạn nói rằng tôi đang mặc một cái quần gì đấy chẳng hạn, các bạn sẽ là I'm wearing a trousers. Các bạn thấy vấn đề không? Trousers. Các bạn đã đọc là z, có nghĩa là nó là số nhiều rồi nhưng các bạn vẫn cho ở phía trước. Một cái quần mà dịch xuôi ra mà. Không, no. Cái quần có hai ống là danh từ số nhiều cho nên không bao giờ có ở phía trước nó cả. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn rất hay nhét ở vào những chỗ lung tung. Bây giờ thì bỏ nó đi nhá. Trường hợp thứ hai đó là trường hợp các bạn rất hay lạm dụng sử dụng chữ the. Kiểu bắt đầu nói một cái gì để có danh từ mà chưa biết nói gì, các bạn sẽ nói là the, xong bạn nghĩ tiếp đúng không? Đấy, thì kiểu như là nói là the culture of Vietnam. Cái văn hóa của Việt Nam thì thế này kia đấy, thì bao giờ cũng sẽ là the, cũng danh từ, cũng ợp cái gì đấy. Các bạn rất hay nói kiểu như vậy, thực ra không có. Hay là các bạn sẽ nói là the society gì đấy, nhưng mà không có luôn. The không đứng trước trong những cái trường hợp này, culture hay là society, nó không có the phía trước của nó. Đây là trường hợp chúng ta rất hay lạm dụng the rồi. Cô biết là nhiều khi chúng ta nói chúng ta bị khó khăn và chúng ta cứ bắt đầu một câu là chúng ta có danh từ, chúng ta hay nói the, xong chúng ta nghĩ tiếp. Nhưng thực ra đây là một lỗi rất là sai lầm, không có như vậy nha. Rồi, lỗi thứ ba, lạm dụng ơ. Trong trường hợp lúc nãy a long hair là vì các bạn dùng sai. Còn bây giờ là trường hợp các bạn lạm dụng cơ. Lạm dụng là gì? Đó là các bạn sẽ thấy là ví dụ tôi ăn một bữa tối, rõ ràng các bạn thấy bữa tối là cái đếm được, đúng không? Bữa tối mà đếm được mà, phải cho ơ vào chứ. No, chúng ta sẽ nói như thế, nó cứ kỳ. Kiểu cũng chẳng biết phải nói các bạn nó sai đâu, nhưng mà chẳng ai nói là I have a dinner cả. Không ai nói như thế cả, các bạn chỉ nói là I have dinner, I have lunch, I have breakfast. Chẳng ai là I have a breakfast, I have a dinner. Oh no, never. Mặc dù là cô cũng không thể nói là, chưa biết giải thích với các bạn là trong trường hợp này cái bữa sáng, bữa trưa, bữa tối rõ ràng là đếm được, một bữa sáng, một bữa trưa, một bữa tối, nhưng mà người ta không dùng ơ và ân. Chắc đấy là sự khác biệt về văn hóa thôi. Nghe nó rất là kỳ. Thế là chúng ta bị lạm dụng nó rồi. Và cái sai thứ tư của chúng ta, cái này rất là khó để miêu tả. Cô sẽ lấy một vài ví dụ ra để các bạn nhìn thấy nhá. Ok, các bạn có thể thấy ở đây này. Mèo là một loài động vật. A cat is an animal. Rồi. Hoặc những con mèo là những loài động vật. Có là cats are animals. Ok. Hoặc cô nói là con mèo của tôi thì màu đen. My cat is black. Rồi, các bạn thấy không? Trong trường hợp này cô sử dụng cat thì trước nó hoặc là có ơ này, hoặc có ân này, hoặc có tính từ sở hữu này. Đó, thì hoặc là phải có mạo từ hoặc là phải có tính từ sở hữu để chỉ rõ, xác định cái danh từ đấy. Khi mà chúng ta dùng danh từ trong tiếng Anh ấy
Thì ngoài việc là các bạn hay sử dụng sai mạo từ thì có rất nhiều trường hợp các bạn quên không bỏ mạo từ vào trong câu, không bỏ mạo từ vào trước danh từ. Các bạn sẽ chỉ ném cái danh từ ra một mình đúng không, như vậy thôi, như thế thì không có được. Vì tiếng Anh ấy nó rất là nghiêm ngặt về cái việc là sử dụng những cái này. Cái o, an và the này phải được sử dụng đúng chỗ, đúng cách. Nếu mà chúng ta muốn nói đến những danh từ là xác định là duy nhất thì các bạn làm ơn thêm cho câu chữ the vào phía trước nó. Còn nếu mà nó chỉ là một cái gì đấy không xác định đếm được, thêm o, an vào. Còn nếu nó là danh từ chung chung, tức là chúng ta nói về loài mèo nói chung, các con mèo, thì chúng ta hãy nhớ thêm s vào cho nó, biến nó thành số nhiều. Chứ đừng để có mỗi chữ kiểu cat is an animal. No, không bao giờ có câu như vậy cả. Còn trong trường hợp các bạn xác định được nó là của ai, nó ở đâu rồi, thì thêm tính từ sở hữu vào. Hoặc là thêm đại từ kiểu this, that, these, those vào cho nó. Chứ không bao giờ danh từ này đứng một mình cả. Nó rất là khác với danh từ như là kiểu culture hoặc là society. Ok, thì cái lỗi này cô cũng chưa biết gọi tên là lỗi gì cả. Cô chỉ muốn nhắc các bạn là khi các bạn đã dùng một danh từ thì hãy xác định xem, ok, mình có cần một cái mạo từ cho cái danh từ này không. Còn nếu không có mạo từ thì có những cái tính từ sở hữu hay là đại từ hay là có cái gì trước danh từ này không. Hãy suy nghĩ một chút xem, trước khi chúng ta nói hay viết thì chắc chắn là chúng ta sẽ không mắc phải một trong bốn cái lỗi sử dụng mạo từ sai kinh điển này của người Việt nữa. Ok, bài hôm nay của cô đến đây rất dài rồi, nhưng mà vì nó dài nên chắc là chúng ta vẫn phải ôn tập nó bằng cách là bây giờ cô sẽ cho các bạn một vài bài tập liên quan đến mạo từ. Và các bạn hãy thử làm cho cô nhé. Comment giúp cô xem các bạn làm đúng được bao nhiêu câu và các bạn cảm thấy phần nào khó và chưa hiểu ở trong phần mạo từ này. Có lẽ là lần sau chúng ta sẽ có phần giải thích kỹ hơn cho nó. Ok, see you, bye bye. À, nhớ phải like, share và subscribe cho Elite nhá. Bây giờ thì bye bye thật. Bye.